Những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay nhất của Cố Mạn Cố Mạn được bạn đọc biết đến là một tác giả với những bộ truyện tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn. Vài nét về tác giả Cố Mạn Cố Mạn sinh ngày 21 tháng 10 năm 1981 là một tiểu thuyết gia người Trung Quốc, sinh sống tại Nghi Hưng, Vô Tích, Giang Tô. Cô tốt nghiệp Đại học Kiểm toán Nam Kinh, từng là biên tập của tạp chí Tiên Độ Thụy Lạc. Với tiểu thuyết vi vi nhất Tiếu Khuynh Thành, cô đã giành giải tác giả xuất sắc nhất tại Liên Hoan Văn học mạng Trung Quốc. một Bên nhau chọn đời. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ, anh không muốn tạm bợ. Bên nhau chọn đời là một cuốn tiểu thuyết rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Triệu Mặc sinh và Hà Dĩ Thâm có một mối tình sâu đậm ở thời đại học, tuy nhiên tình yêu của họ bị chia cắt 7 năm khi Triệu Mặc sinh bị bố cô đưa sang Mỹ. Cả hai học cách từ bỏ đối phương, sau khoảng thời gian xa cách mọi thứ có thể thay đổi, nhưng duy một điều, tình cảm giữa họ là điều chưa từng thay đổi sau khi gặp lại liệu họ có thể xóa bỏ những hiểu lầm để tiếp tục đoạn tình cảm đang còn dang dở nữa không mời bạn đón đọc bộ chuyện này nhé. 2. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên Nếu biết có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên tiêu này và bối vi vi quen biết nhau qua game online. Tiêu nại nổi tiếng với vẻ bề ngoài lạnh lùng, là mẫu người đàn ông lý tưởng của phái nữ, còn nữ chính vô cùng tài giỏi và xinh đẹp. Câu chuyện tình yêu thật ảo đan xen, những tình tiết cuốn hút, Câu chuyện tình lãng mạn của Bối Vi Vi và Tiêu Nại sẽ khiến bạn đọc vô cùng cảm thấy thú vị. 3. Sam Sam đến đây ăn này tiết Sam Sam sở hữu nhóm máu hiếm đặc biệt và nhờ vào đó cô đã cứu sống được Phong Nguyệt em gái của nam chính Phong Đằng. Để cảm ơn Sam Sam, Phong Nguyệt hàng ngày nhờ anh trai của mình đem cơm đến cho Sam Sam tại nơi làm việc của cô cũng chính là tập đoàn của Phong Đằng đang đảm nhận vị trí CEO. Sau một thời gian giữa họ nảy sinh tình cảm, một câu chuyện tình vô cùng ngọt ngào giữa boss và nhân viên. Tuy nhiên tình yêu của họ cũng phải trải qua rất nhiều thử thách và gian truân. Liệu cuối cùng cái kết nào sẽ đến với mối tình của Boss và nhân viên? Mời bạn đọc theo dõi bộ truyện này nhé! 4. Tôi như ánh dương rực rỡ nhiếp hi q u -N g c o biệt danh là Dưa Hấu, một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại mang một tính cách rất mạnh mẽ. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và êm ấm nên cô bị thiếu thốn tình cảm. Chính vì thế mà ước muốn của Hy Quang vô cùng thực tế và đơn giản chỉ là sống cùng những điều bình dị trong cuộc sống. Cô yêu Trang Tự một cách thầm lặng, Trang Tự cũng có tình cảm với cô nhưng anh lại để cô hiểu lầm tình cảm giữa mình với Dung Dung. Lâm Tự Sâm lại xuất hiện trong cuộc đời Hy Quang như một ánh sáng vô cùng ấm áp bởi sự dịu dàng mà anh dành cho cô. Liệu câu chuyện tình cảm rắc rối ấy sẽ đi về đâu? Mời bạn đọc cùng theo dõi bộ truyện tôi như ánh dương rực rỡ nhé. Nếu nhiều hơn thích một chút là tình yêu, thế thì nhiều hơn tình yêu là gì? 5. Em là niềm kiêu hãnh của anh. Kiều Tinh tỉnh la một minh tinh lớn, Cô là người phát ngôn và cũng là hình tượng cho game Vương Giả Vinh Diệu, một cuộc sống của Minh Tinh liệu có đơn giản như trên TV hay không. Kiều Tinh Tinh vị đồn là chơi game dở, thậm chí còn có cả video chứng minh. Để dập được tin đồn ấy, người đại diện của cô đã nghĩ ra cách cho cô xuất hiện thi đấu vào tháng sau. Và với trình độ chơi game vô cùng tệ như Tinh Tinh, người đại diện phải nhanh chóng tìm ra game thủ để luyện trình độ thật nhanh cho cô. Mọi chuyện không suôn sẻ như dự định trước đó. Tinh Tinh gặp một huấn luyện viên không phù hợp với mình thế nên cô quyết định chơi lại tài khoản game cũ và rồi gặp lại nam thần năm xưa. Năm xưa, cô tỏ tình vu đồ từ chối thế nhưng Tinh Tinh không vì thế mà bỏ cuộc, cô vẫn lặng lẽ âm thầm theo dõi anh. Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh ấy có khiến Vu Đồ nảy sinh tình cảm với Tinh Tinh không? Mời bạn cùng theo dõi em là niềm kiêu hãnh của anh. Trên đây là top 5 cuốn tiểu thuyết hay nhất của tác giả cố mạn mà Reader đã giới thiệu đến bạn đọc. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn trong việc lựa chọn sách. Cố mạn luôn đem đến cho bạn đọc sự nhẹ nhàng, sâu sắc trên từng trang tiểu thuyết. Hãy dành thời gian để thả hồn trên những bộ truyện lãng mạn này nhé.